Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về hóa các bạn. Hôm nay mình nói về cách tính số hạt gồ tông nè, nơ trong nè, e lắc trong nè, hiểu chưa? Đây là bài tập mẫu, ok chưa? Rồi, thì trước khi vào bài tập này thì mình sẽ nêu lại những cái kiến thức cơ bản để các bạn có thể giải được, tìm được cái số hạt như gồ tông, nơ trong hay lắc trong, hiểu chưa? Thì một cái nguyên tử gồm có hai phần, thứ nhất là cái lớp vỏ nè. Được chưa? Lớp vỏ, đây là lớp vỏ. Ở trong nó chính là hạt nhân, ở cái lòng gỏ này, hạt nhân. Có hai phần, lớp vỏ, hạt nhân. Ok chưa? Thì trên cái lớp vỏ nó có hạt, đó chính là hạt electron, rất nhiều hạt nha các bạn. Rất nhiều hạt. Tùy vào những nguyên tố khác nhau thì có số lượng hạt như thế nào. Hiểu chưa? Và electron này ký hiệu bằng chữ E và mang điện tích âm. Ok chưa? Tiếp theo đó là hạt nhân thì nó có hai hạt cơ bản, đó là hạt rồ tông ký hiệu bằng chữ B mang điện tích dương và hạt nơ trong không có mang điện. Ok chưa? Đó, vậy một cái nguyên tử gồm có hạt electron mang điện tích âm, hạt rồ tông mang điện tích dương và hạt nơ trong không mang điện, được chưa? Vậy khi đề bài cho tổng số hạt thì các bạn phải biết đó gồm có hạt electron nè, cộng hạt rồ tông nè, cộng hạt nơ trong. Ok chưa? Và kiến thức thứ hai, các bạn phải nhớ cái nguyên tử này, các nguyên tử này nó trung hòa về điện, nói nôm na là nó không bị nhiễm điện á. Nhiễm điện thì phải tổng E, tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương, vậy cho thấy là E bằng B. Vậy từ đây các bạn có thể có cái công thức thứ hai, đó là gì ạ? Thay cái E bằng B vào B cộng B cộng N, vậy sẽ bằng 2B cộng N. Ok chưa? Một dùng công thức này, hai dùng công thức này, ổn chưa? Tiếp theo các bạn phải biết rồi, hạt mang điện đâu ạ? Các bạn chỉ giúp mình hạt mang điện đâu ạ? Hạt mang điện thì các bạn phải nhớ giúp mình gồm có điện tích âm là electron và mang điện tích dương là rồ tông. Ok chưa? Và hạt không mang điện thì gồm có hạt nơ trong. Ok chưa? Tiếp theo đó là kiến thức về số khối. Số khối là gì? Số khối là giống như các bạn mua quả táo vậy. Bạn cân một quả táo thì các bạn sẽ ăn hết toàn bộ, hiểu chưa? Và cái lớp vỏ nó rất là ít, rất là mỏng. Nên số khối chính là ký hiệu bằng chữ A, chính là khối lượng của cái hạt nhân. Đó chính là rồ tông cộng nơ trong. Ok chưa? Đây là kiến thức mà các bạn cần phải nhớ để giải những cái bài tập liên quan về tính số hạt rồ tông, nơ trong hay electron. Được chưa? Rồi, bước tiếp theo bây giờ mình sẽ đọc đề và mình tóm tắt đề lại, sau đó mình giải. Nguyên tử A có tổng số hạt đây. Tổng số hạt là 52 hạt. Thì từ đó mình sẽ biết được là E cộng B cộng N bằng 52. Ổn bước này chưa? Trong đó số hạt mang điện các bạn, mang điện là gồm có hạt E cộng B nhiều hơn, vậy cho thấy hàng này nhiều hơn, ví dụ như 3.000 nhiều hơn 2.000 mấy à, 1.000. Bạn sao bạn biết à? Lấy 3 trừ 2 ra số tiền hơn, được chưa? 3.000, tôi có 3.000, bạn có 2.000, thì tôi nhiều hơn bạn mấy ngàn. 1.000 thì lấy 3 trừ 2 thì tương tự số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện trừ cái số hạt không mang điện bằng bao nhiêu ạ? 16. Ok chưa? Mà mình nhìn vô đây là phương trình nè. Phương trình, một phương trình, hai phương trình, 1 2 3 ẩn, 1 2 3 ẩn, mà chỉ có hai phương trình nên giải không được. Các bạn phải kiếm thêm một cái dữ liệu nữa, đó chính là E bằng B. Vậy tương đương cái chỗ nào có E mình thay bằng B hết. B cộng B bằng
2B cộng N bằng 52. Tiếp E 2 bằng B, B cộng B bằng 2B trừ N bằng 16. Thì đối với các bạn nào học ở học nha, các bạn nào học ở lớp 10 thì các bạn đã biết được đây là phương hệ phương trình mấy ẩn à? Hai ẩn, được chưa? Hệ phương trình hai ẩn thì các bạn có thể bấm máy tính. Hoặc là nếu các bạn học ở lớp 8 thì các bạn dùng phương pháp thế giúp mình. Mình đánh là số 1, số 2 nha các bạn. Rồi, từ số 2 nè, mình tương đương nè, 2B sẽ bằng 16 rồi. Chuyển cái N này qua, nhớ chuyển vế thì đổi dấu giúp mình. Ok chưa? Rồi, khi thay cái này vào, thay cái này vào 1, ở thay vào 1. Khi chỗ nào có 2B, các bạn sẽ thay là 16 cộng cộng N. Đây, 2B đây là 16 cộng N cộng tiếp N bằng 52. Vậy N cộng N bằng bằng bao nhiêu ạ? Bằng 2N bằng 52. Vậy 2N sẽ bằng 52 trừ đi 16. Vậy 2N bằng 52 trừ 16 được mấy ạ? Ủa, 6 nè, 3 nè, được chưa? Rồi vậy N bằng 18. Khi có N thì các bạn suy ra được B bằng bao nhiêu ạ? Thì các bạn thấy vào đây, để vào đây, 16 cộng 18 là 30, 34, 34 chia 2 được là 17. Được chưa? Tương tự electron thì mình biết rằng electron bằng proton nên electron cũng bằng 17. Rồi các bạn kiểm tra lại giúp mình coi tổng tất cả các hạt này có đúng bằng 52 không nha. Rồi 17 cộng 17 là 30, 34, 34 cộng 18 nữa là 52, đúng, ok chứ. Đó là các bạn đã tính được số hạt neutron, số hạt proton và số hạt electron. Ok chưa? Rồi, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.